Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với SNews. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Mới đây, hình ảnh của em bé gần 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư đã bị đem ra làm quảng cáo bán hàng, khiến rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Trong những ngày gần đây, sự việc với bé gái gần 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư tại Hà Nội và may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh đón đỡ đã gây xôn xao dư luận. Sự việc này đã tạo ra tiếng vang lớn và khiến cho rất nhiều cư dân mạng quan tâm. Tuy nhiên, mới đây đã xuất hiện những trường hợp lợi dụng sự quan tâm chú ý của dư luận đến sự việc kỳ diệu này nhằm mục đích cá nhân. Cụ thể, một cơ sở đã lợi dụng cắt ghép hình ảnh từ đoạn clip toàn cảnh sự việc vào thời điểm bé cố gắng bám vào ban công trước khi tuột tay rơi xuống và được một người đàn ông đứng chờ sẵn đón đỡ. Hình ảnh đấy xót xa mà ngay chính người quay đã còn không dám xem lại lần nữa, vậy mà cơ sở này đã thản nhiên cắt ghép để quảng cáo cung cấp và lắp đặt các thiết bị an toàn cho chung cư. Màn quảng cáo vô cảm này đã khiến cộng đồng mạng xã hội vô cùng bất bình. Nhiều người lên tiếng cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được khi mang hình ảnh của bé gái trong tình huống nguy hiểm như vậy để nhằm mục đích quảng cáo bán hàng trục lợi cá nhân. Hiện tại, những hình ảnh và màn quảng cáo bất chấp này đang khiến cho cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và đã ngay lập tức yêu cầu cơ sở bán hàng nói trên phải lập tức gỡ bỏ màn quảng cáo vô cảm này. Ghi nhận được những bình luận như sau: làm như vậy chính là thất đức, sao lại có thể đối xử với một bé gái như vậy cơ chứ? Thật là vô lương tâm, tiền thì ai cũng cần thật đấy, nhưng quảng cáo bằng cách này thì quá sai rồi. Chúng mình là SNews và để có thể cập nhật mọi tin tức nhanh nhất có trong ngày, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh.